Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 177 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 177 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước. Lại nói, lúc bấy giờ trong đạo quan, Diệp Húc đem Phong Thủy Vân cùng Phó Tê Lai buông xuống, thét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên vang lên một trận pang pang nhỏ, một đám lỗ máu lổ tung. Hắn cùng với Long Tổ Dương đánh bừa một trận, bị thương rất nặng. Mới vừa rồi đây, trước mặt 12 vu tổ chỉ là mạnh mẽ chấn áp thương thế, nay hắn trở lại nơi ở của mình, thương thế nhất thời bùng phát. Mà hai người Phong Thủy Vân cùng Phó Tê Lai cũng bị thương nặng, chỉ là không có nặng như Diệp Húc mà thôi. 12 vu tổ nói không sai, đạo vận của Long Tổ Dương xác thực cực kỳ lợi hại. Xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, phá hư cơ năng, thân thể của hắn, thậm chí có ý đồ hủy diệt tu vi của hắn. Vu tổ lĩnh ngộ đại đạo, đạo vận tự thành, rất khó tiêu diệt. Nếu bị một tia xâm nhập vào người, đối với Thánh Hoàng mà nói đều là thương thế chí mạng, căn bản là không thể luyện hóa. Chỉ có vu tổ mới có thể luyện hóa đạo vận, đưa đạo vận vào trong người hắn khu trừ ra ngoài được. Bất quá, sở dĩ Diệp Húc cự tuyệt đề nghị của 12 vu tổ giúp hắn chữa thương cũng là lo lắng mình rơi vào tay của người khác. 12 lão giả kia là có thể nhân cơ hội tìm hiểu ảo diệu công pháp của hắn, đem Tam Thiên Thế Giới đại thủ ấn cùng Tam Thập Tam Thiên Giới hết thảy mà cướp đi. Tam Thiên Thế Giới đại thủ ấn của hắn chính là thần vương cấp ấn pháp, đồng dạng cũng là tu vi của hắn, trong đó chất chứa đủ loại đạo văn, đạo ngân, thậm chí có cả thiên địa đại đạo mà Diệp Húc cũng vô pháp lĩnh ngộ được. Đạt hơn 3.000 loại đại đạo, siêu việt hơn vu tổ. Mà Tam Thập Tam Thiên Giới thần diệu huyền bí chính là đế cấp ấn pháp, làm tới cho người khác phải ước ao. 12 vu tổ Ngọc Hư Cung muốn học được hai loại ấn pháp này, đơn giản chính là cướp lấy tu vi của hắn, không cần lĩnh ngộ là có thể nắm giữ. Phong huynh, Phó huynh, các ngươi vì ta mà bị thương lắng, ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt không công đâu. Diệp Húc tay bắt một chảo, từ trong ngọc lầu lấy ra một cái linh mạch có thể tích cực đại. Đúng là hắn từ trong tiểu nguyên giới có được thái thanh linh mạch. Hắn cười nói, linh mạch này cũng đủ cho ba chúng ta phục hồi như cũ, thậm chí còn có thể tăng tu vi lên một tầng nữa kìa. Phong Tùy Vân cùng Phó Tê Lai hai mắt đăm đăm, bọn họ tự nhiên biết thái thanh linh mạch chân quý ở chỗ nào. Ở bên trong tiểu nguyên giới, Diệp Húc vì tranh đoạt linh mạch này không tiếc tranh chấp cùng đám người nguyên đạo thái, thậm chí chiếm ba vũ thần, chọc giận ba thần tổ. Không nghĩ tới giờ phút này, Diệp Húc cư nhiên đem linh mạch này lấy ra để cho bọn họ khôi phục tu vi, trị liệu thương thế. Hảo, Phó Tê Lai quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, hai người chúng ta lập tức trị liệu thương thế, sau đó lại giúp Diệp huynh chấn áp đạo vận của Long Tổ Dương. Lời hắn vừa nói ra, liền thấy Phong Thủy Vân lộ ra vẻ quái dị, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Phong Thủy Vân bất đắc dĩ nói, ta ở trong tiểu nguyên giới đã từng thấy cái đồ biến thái này, đem ba ma chủng vũ thần luyện hóa. Ba ma chủng vũ thần mặc dù là do đạo văn tạo thành, không bằng với đạo vận, thế nhưng trình độ nguy hiểm so với đạo vận còn mạnh hơn. Thương thế của Diệp huynh không cần đến chúng ta quan tâm. Phó Tê Lai mở to mắt, quả nhiên chỉ thấy đạo vận trong cơ thể Diệp Húc giờ phút này hết thảy đã bị hắn chấn áp xuống. Xoẹt một tiếng, đạo vận của Long Tổ Dương bị Diệp Húc bức ra, rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một cái xích kỳ dị, có lân có chảo, nhìn như ấu long đang mấp máy. Đạo vận này so với đạo vận của đạo ngân phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần, ẩn chứa lĩnh ngộ của Long Tổ Dương đối với đạo. Quả nhiên là cái đồ biến thái mà. Phó Tê Lai nhỏ giọng nói thầm, thanh minh hà đồng thiên, thanh minh ấn. Diệp Húc chấn động thân hình, nhất thời thần trí thanh minh, có một loại thiên đạo thần thông gia trì vào cảm giác bản thân, rồi hướng đạo vận trong tay mình nhìn lại, liền cảm thấy đủ loại đạo lý hết thảy kể được làm sáng tỏ. Long Tổ Dương nguyên lai là một đầu nghiệt long đắc đạo,
là vu tổ yêu tộc, không phải là nhân loại. Lần sau ta liền bóc long bì của ngươi, rút long cân của ngươi. Diệp Húc khương lại một tiếng, đột nhiên há mồm khẽ hấp, đem đạo vận này nuốt vào trong thể nội. Phó Thiên Lai cùng Phong Thủy Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì cả kinh, cơ hồ thương thế bạo phát, bất đắc kỳ tử mà chết, cả kinh kêu lên: Diệp huynh, ngươi thật vất vả mới đem luồng đạo vận này bước ra, vì sao? Hai người bọn họ cũng không nói gì tiếp nữa, chỉ thấy đạo vận vừa mới tiến vào trong cơ thể Diệp Húc, chỉ sau một lát, trong cơ thể Diệp Húc liền truyền đến một tiếng long ngâm. Chỉ thấy hơn 10 long văn đạo vận vừa thô vừa to từ trong cơ thể Diệp Húc lao ra, dài đến hơn trượng, giống như băng vần quanh phía sau Diệp Húc. Đạo vận của Long Tổ Dương rõ ràng là bị Diệp Húc luyện hóa, hơn nữa thôi diễn tiếp đem hoàn thiện đạo vận không trọn vẹn này. Phó Tây Lai và Phong Thủy Vân liếc nhau, đều cùng nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Bọn họ thân là thánh hoàng, luyện hóa được đạo vận đã là điều khó có khả năng, đừng nói đến việc ngộ được đạo vận, đem đạo vận khiếm khuyết tu bổ toàn bộ. Mà Diệp Húc cao nhất chỉ là vô hoàng, chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới thánh hoàng, thế nhưng lại làm được, thật sự là làm cho bọn họ khó có thể tin tưởng. Phía sau Diệp Húc đủ loại đạo vận thần vận phiêu đãng như thần vương, cao mày lên tiếng nói: Đáng tiếc đạo vận của Long Tổ Dương thật sự là quá ít, không thể nào suy diễn ra được đầy đủ đại đạo của hắn ta. Ta thật muốn đem Long Tổ Dương đi luyện hóa, tu bổ toàn bộ tam thập tam thiên của ta mà. Phong Thủy Vân, Phó Tiên Lai, hai người dùng mình một cái, vội vàng nói: Diệp huynh, Vu Tổ không phải nhân vật chúng ta hiện nay có thể đối phó được. Long Tổ Dương kia chính là cao thủ dưới trướng Đại Nhật Thần Vương. Nghe ý tứ của hắn, Đại Nhật Thần Vương có muốn đột phá, trở thành đế quân rồi kìa. Động đến người của hắn là muốn chết mà. Diệp Húc cười nói: Ta cũng chỉ là nói như vậy thôi. Phong Thủy Vân cùng Phó Tiên Lai thở phào nhẹ nhõm, toàn tâm toàn ý hấp thu thái thanh linh khí, chữa trị tổn thương của thân thể. Thương thể của bọn hắn tuy nặng nhưng vẫn chưa thương tổn đến căn bản, chỉ cần chữa trị những đạo văn đạo ngân bị phá vỡ là có thể khôi phục được. Mà bên trong thái thanh linh mạch ẩn chứa đủ loại đạo văn đạo ngân, chỉ cần hấp thu luyện hóa là có thể làm cho bọn họ nhanh chóng hồi phục như cũ. Qua thật lâu sau, hai người đều nhảy dựng lên, thần thái sáng láng, tu vi khôi phục, thương thế cũng đã khỏi hẳn. Sau khi lần bị thương này, ngược lại tu vi lại tinh tiến, chà chà, coi như là nhân họa đắc phúc mà. Phong Thủy Vân mừng rỡ cười nói. Phó Tiên Lai cao mày lên tiếng: Bật quá, Lăng Tiêu Thái Tử đem những kẻ khác nắm ở trong tay, tự xưng là đại sư huynh rồi kìa, khắp nơi đối nghịch với chúng ta, làm chúng ta không thể an tâm tu luyện được. Cứ như tiếp tục như thế này, tu vi chúng ta sẽ bị bọn họ vượt qua mất thôi. Diệp Phúc đột nhiên há miệng khẽ hấp, chỉ thấy thái thanh linh mạch hết sức to lớn này gào thét chui vào trong miệng của hắn. Hai người thấy tình cảnh này thì trong lòng cả kinh. Phó Tiên Lai thất thanh nói: Diệp huynh, trong thái thanh linh mạch chất chứa năng lượng rất lớn, hơn nữa trong đó còn có đạo văn trời sinh, Vu Tổ mới có thể luyện hóa được. Dù là Vu Tổ cũng phải thật cẩn thận, không sẽ bị nổ tan xác mà chết kìa. Phong Thủy Vân cũng biến sắc, đạo văn trời sinh không phải như Vu Tổ đạo vận, so với đạo vận càng thêm cao thâm, hơn nữa cuồng bạo đến cực điểm. Không sao. Diệp Húc vừa mới nói ra lời này, đột nhiên trong bụng truyền đến một tiếng nổ ầm, bụng cao lên, thái thanh linh mạch này ở trong cơ thể hắn nổ mạnh, vô số đạo văn đạo ngân càn quét, phá hoại ở khắp nơi. Diệp Húc thét lớn một tiếng, bụng càng lúc càng lớn, tùy thời có khả năng bị thái thanh linh mạch làm cho nứt vỡ. Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi rách nát đột nhiên hiện lên, chuyển động ầm ầm, đem một giải đạo vận từ trong cơ thể rút ra, ngay lập tức luyện hóa, dung nhập vào tam thập tam thiên. Rầm rầm. Hai cái cánh tay thô đích thiên đại đạo đồng dạng bị rút ra, hút vào bên trong lục đạo luân hồi, đều bị đưa vào bên trong tam thập tam thiên giới. Diệp Húc há mồm phun ra một cỗ thái thanh linh khí nồng đậm, chỉ thấy trên bầu trời của Ngọc Khư Cung đột nhiên nhiều ra một đạo bạch tuyến thật dài, trong thời gian ngắn đã dài đến ngàn dặm, là những linh khí bị hắn một hơi phun ra. Cỗ linh khí đậm đặc như thế này thậm chí ngưng kết thành nước, tạo thành mưa to từ trên trời giáng xuống. Diệp Húc đem thái thanh linh khí dư thừa trong cơ thể phun ra, liền cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi rất nhiều, bất quá trong cơ thể tích tụ quá nhiều linh khí, làm cho hắn trong nửa giờ không thể luyện hóa hoàn toàn, hóa thành tu vi. Không nghĩ tới trong thái thanh linh mạch lại chất chứa năng lượng kinh người như thế này, so với tiên linh chi mạch thì vượt qua gấp không biết bao nhiêu lần. Ta không có khả năng thừa nhận để luyện hóa toàn bộ, bất quá cũng may tinh hoa thái thanh linh mạch đã bị ta hấp thu tất cả, hao tổn một chút linh khí cũng không có việc gì cả. Hắn đem tất cả thiên địa đại đạo cùng đủ loại đạo văn đạo ngân trong thái thanh linh mạch này
hấp thu luyện hóa, liền cảm thấy thâm thập tam thiên giới hoàn thiện thêm một chút. Bất quá, để củng cố hoàn toàn được đạo môn còn có một đoạn khoảng cách rất lớn. Phong huynh, phó huynh, các ngươi có biết bên trong thiên giới ở đâu có linh mạch vô chủ không vậy? Diệp Húc trong lòng vừa động liền lên tiếng dò hỏi. Chạc cây thế giới đã bị hắn hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, mà mảnh vỡ cây thế giới này thường thường đều nắm trong tay các lão đại thiên giới, không phải vu tổ thì chính là thần vương, vượt qua khả năng của hắn có thể cướp lấy. Bởi vậy, Diệp Húc quyết định tạm thời vẫn là từng bước tu luyện, dựa vào linh mạch để hoàn thiện thiên địa nhân tam giới của mình, luyện ra đạo môn thành tiểu thánh hoàng. Linh mạch trên thiên giới phần lớn đều là vật đã có chủ rồi, được các thế lực lớn nắm giữ ở trong tay. Bất quá cũng có một ít linh mạch vô chủ, nhưng đều nằm ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Phó Tiên Lai nhìn đến hắn đem toàn bộ một thái thanh linh mạch nuốt vào trong bụng, cư nhiên lại bình yên vô sự, ánh mắt chớp động cười nói: Cái nơi nguy hiểm này không chỉ có linh mạch không đâu, đồng dạng cũng có chứa nhiều kỳ chân của thiên giới. Hàng năm cũng có không thiếu cường giả tiến vào mà lịch lãm, bất quá đều chết thảm trọng. Thế nhưng thu hoạch cũng là kinh người. Thành Hiên thần phủ ta từng mấy lần triệu tập cao thủ đi đến những địa phương kia để mà tìm kiếm bảo vật, đại đa số đều là bị diệt toàn quân mà đi về, đã chết không biết bao nhiêu người rồi. Diệp huynh thực lực cao cường, nếu có ngươi đi cùng thì an toàn của việc này có thể có chút đảm bảo. Phong Thủy Vân khẽ nhíu mày nói: Một trong những nơi nguy hiểm kia cách rất gần chỗ này của chúng ta kìa, đó chính là thiên khư. Thiên khư chính là do tam thập tam thiên viễn cổ bị phá nát, toái viễn thiên giới hình thành phế tích đấy. So với thiên giới hiện nay còn muốn khổng lồ hơn, vô biên vô tận. Bên trong thiên khư nguy hiểm trùng trùng, trong đó có mấy chỗ cấm địa, ngay cả thần vương cũng không dễ dàng đặt chân vào đâu, nếu không dễ gặp có nguy cơ về tính mạng kìa. Sao, thiên khư? Diệp Húc lộ ra vẻ kinh ngạc nói: Ta có hai vị bằng hữu từng đi qua thiên khư, hơn nữa còn sống từ nơi đó mà trở về. Tu vi bọn họ lúc đó chỉ là tam bất triệt cảnh. Nếu thiên khư thật sự nguy hiểm như vậy, bọn họ há có thể từ trong đó còn sống sót trở về đây? Sao, tam bất triệt cảnh ư? Phong Thủy Vân trong lòng cả kinh cười nói: Diệp huynh cứ nói đùa, lấy thực lực thánh hoàng ở bên ngoài thiên khư cũng nguy hiểm vô cùng rồi, hơi không cẩn thận thôi là sẽ bị chết. Tam bất diệt cảnh há có thể xuất nhập bình an được. Hai bằng hữu của ngươi kia hơn phân nữa hẳn là ở bên cạnh thiên khư dạo qua một vòng rồi. Hơn phân nửa là như vậy. Diệp Húc thầm nghĩ: Không biết Hứng sư huynh, Hạng tông chủ cùng Ma Hoàng bọn họ thế nào rồi đây? Lấy sự ngang ngạnh của thiên giới lâm thời sẽ chiếm lấy các loại tài nguyên, cơ hồ là không cho ai có nơi sống yên ổn. Lấy tính cách của những người Ứng tông đạo kia, tất nhiên là không muốn đầu nhập vào chỗ người khác làm tạp binh. Mà ngao du ở thiên giới chỉ dựa vào sức mình để làm việc thật sự là quá khó khăn. Diệp Húc biết rõ gian khổ trong chuyện này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi đến thiên khư thôi. Ba người lập tức phóng lên cao, hướng ngoài Ngọc Hư Cung mà bay đi. Ba người bọn họ vừa mới ly khai, Lăng Tiêu Thái Tử lập tức nhận được tin tức, cười lạnh lên tiếng nói: Long Thống Quân, ba người này đã rời khỏi Ngọc Hư Cung, đến lúc giết chết bọn hắn đoạt bảo rồi. Long Tổ Dương khẽ nhíu mày: Điện hạ, ngươi hiện nay còn chưa đột phá trở thành vu tổ, hay là yên tĩnh tu luyện thêm mấy ngày nữa đi? Thuận tiện ở trên đường đột phá, Diệp Thiếu Bảo, cái tên này không chỉ có đế cấp ấn pháp, còn có một chạc cây thế giới, nếu là có thể lấy được gốc thần thụ này, ta đột phá lên vu tổ lại càng thêm dễ dàng. Lăng Tiêu Thái Tử đi trước một bước, lao ra khỏi linh sơn, lập tức triệu tập rất nhiều thánh hoàng, thần hoàng. Trên các đại linh sơn, Long Tổ Dương thế chỉ đành phải đi theo bên cạnh hắn, rồi lên tiếng nói: Điện hạ, theo ta được biết, Diệp Thiếu Bảo hiện tại đã biến thành công địch của cả thiên giới. Ra khỏi Ngọc Hư Cung này, khẳng định có không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Chúng ta muốn giết hắn, chi bằng hãy động thủ sớm một chút đi. Lăng Tiêu Thái Tử đằng đằng sát khí, liếc mắt nhìn Ngọc Hư Cung một cái, rồi cũng điềm nhiên nói: Còn cần phải đề phòng 12 vu tổ Ngọc Hư Cung. Long Tướng Quân, người hãy ẩn núp xuống dưới. Nếu như phát hiện mai phục của 12 vu tổ Ngọc Hư Cung tại trong đám người chúng ta, liền giết không cần hỏi. Hắn cười ngạo nghễ nói: Ta được một đạo thần vận của phụ hoàng, 63 đạo đoạn vận, thực lực xưa đâu bằng nay, hơn nữa có nhiều cao thủ tương trợ, giết chết một Diệp Thiếu Bảo chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Long Tổ Dương cũng hướng Ngọc Hư Cung nhìn lại, chỉ thấy trong Ngọc Hư Cung kia đột nhiên đột phát một cỗ hơi thở của vu tổ, thế nhưng ngay sau đó liền biến mất. Trong lòng biết tất nhiên là 12 vu tổ Ngọc Hư Cung đã bắt tay hành động, đồng dạng cũng tính ra tay đối với Diệp Húc nhân lúc cháy nhà để hôi của. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình càng lúc càng mờ nhạt,
dung nhập vào trong hư không thiên giới, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Diệp Húc rời đi, 12 vũ tổ Ngọc Hư Cung cùng với đám người Lăng Tiêu Thái Tử cũng rời khỏi. Đột nhiên hư không Ngọc Hư Cung dung chuyển, từ sâu trong hư không bơi ra từng đạo thần vận như là một cái diều băng sao hoa. Từ trung tâm giải băng đó, một người con gái có gương mặt cao quý ung dung, chưa nhìn đến bao giờ, chậm rãi từ trong không gian hiện ra, nhìn lại phương hướng đám người Diệp Húc rời khỏi như là đang nghĩ tới cái gì đó. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo rất giống với người đó, chẳng lẽ ngươi còn sống đến giờ sao? Bổn cung không tin ngươi có thể sống đến hai đời, trùng nhập chủ Ngọc Hư Cung. Nói xong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp huynh à, tình huống của chúng ta không ổn, bị kẻ khác đuổi kịp rồi kìa. Mà lúc này ngoài Ngọc Hư Cung, Phó Tân Lai không đổi sắc mặt, nhẹ giọng lên tiếng nói: con người của ta luôn luôn nhát gan sợ chết, thích bố trí cấm chế ở chung quanh. Toàn bộ Ngọc Hư Cung đều bị ta lặng lẽ bày ra cấm chế. Cấm chế thanh niên thần phủ ta dù cho là vu tổ cũng vô pháp mà phát hiện. Bất luận động tĩnh của kẻ nào đều không thể gạt được ta. Giờ phút này trong 12 vu tổ Ngọc Hư Cung đã có tới 4 người. Rồi Lăng Tiêu Thái Tử, Long Tổ Dương cùng bọn thần hoàng thánh hoàng khác cũng dốc toàn bộ lực lượng mà đi đuổi kịp rồi. Ồ, 12 vu tổ Ngọc Hư Cung không thể điều tra được chỗ dựa phía sau của ta, tuyệt đối sẽ không dám dễ dàng động thủ. Bọn họ có thể loại trừ ra ngoài. Lăng Tiêu Thái Tử cùng với các thần hoàng khác bất quá chỉ là gà đất chó cánh, không chịu được một kích của ta. Chỉ có Long Tổ Dương là khó đối phó nhất. Ngoài ra còn có nhiều cao thủ mai phục ở ngoài Ngọc Hư Cung, hẳn là thế lực của các thần tử chết ở trong tay ta kia. Đợi ta xuất cung liền đem ta mà chu diệt. Diệp Húc cảm giác được ở ngoài Ngọc Hư Cung có một cỗ hơi thở khó hiểu đang ẩn núp. Hắn liền mỉm cười nói: bất quá dù là vu tổ cũng đừng nghĩ có thể đuổi kịp ta được. Hắn đột nhiên vung tay áo, đem Phó Tiên Lai cùng Phong Thủy Vân mà cuộn lên triển khai. Một đạo lưu quang ấn, nhất thời thân hình hóa thành một đạo lưu quang vạch về phía trên trời. Thân hình của hắn vừa mới biến mất, liền thấy ở ngoài Ngọc Hư Cung đột nhiên dựng lên một tòa nhà giam cự đại do thiết trụ tạo thành. Trong lồng giam, một cái xích chói một lão giả tóc tai bù xù, trong miệng có tiếng ôi ôi, quanh thân đạo vận ngang trời quét qua, đem hư không trong lồng giam phá toái. Tốc độ nhanh thật. Ở ngoài nhà giam, yêu thần tử thình lình xuất hiện, ánh mắt sắc bén hướng phương hướng Diệp Húc rời đi quét tới, cười lạnh một tiếng nói: ngay cả thú nô ta cha ta phái tới cũng không thể bắt được hắn ta. Yêu thần tử động tâm niệm khiến cho nhà giam cực lớn kia thu nhỏ lại, lão già đầu tóc rũ bời kia cũng rơi vào trong tay của hắn. Lăng Tiêu Thái Tử cẩn thận liếc lão già kia một cái, trong lòng sợ hãi thầm nghĩ: thực lực yêu thần cung quả nhiên là kinh người. Yêu thần tử lại có thể nhốt một vị vu tổ yêu tộc trong lồng giam làm thú nô, nô dịch cho người. Xem ra những ngày ta tu luyện, những kẻ khác cũng không hề nhàn rỗi, hơn phân nữa đã đạt được nhiều sự ủng hộ từ các thế lực sau lưng bọn họ rồi. Người muốn giết Diệp Húc không chỉ có đám người bọn họ. Trong khoảnh khắc khi Diệp Húc động thân, ở bên ngoài Ngọc Hư Cung có không biết bao nhiêu hơi thở quét đến, phá cả thiên không, truy lùng hắn. Nhưng tốc độ lưu quang ấn thật quá kinh người. Lúc trước Diệp Húc vừa bước vào thiên giới, dựa vào ấn trường không vạn dặm này, quăng Tảo Khê Tông không còn thấy bóng dáng. Lúc này đây, tu vi của hắn tiến nhanh, thi triển lưu quang ấn, tốc độ tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần. Dù là vu tổ cũng đừng mơ tưởng chặn lại được hắn. Cùng lắm là đuổi kịp vệt sáng kia thì khoảng cách lại bị kéo càng xa thêm. Phong Thủy Vân và Phó Tân Lai vô cùng khiếp sợ trước tốc độ của Diệp Húc. Chỉ thấy Diệp Húc mang theo bọn họ độn đi, ngay cả vu tổ đều bị bỏ lại khá xa. Cái loại tốc độ này chưa phải là thiên hạ vô song, nhưng thoải mái để tránh né sự đuổi giết của vu tổ là thừa sức. Hai ngày sau, ba người Diệp Húc đã bay xa hàng tỷ dặm, cuối cùng đi đến vùng biển trong thiên giới. Diệp huynh, cửa vào thiên khư chính là ở trong vùng biển này. Phong Thủy Vân đột nhiên mở miệng nói. Diệp Húc tản đi lưu quang ấn, liên tục hai ngày dùng lưu quang ấn bỏ chạy, dù với tu vi như hắn cũng không thể chịu nổi. Hắn liếc mắt nhìn biển nơi đây, chỉ thấy biển trên thiên giới rộng lớn bát ngát hơn hẳn hải dương ở thế giới vô hoang. Trong biển linh khí cực kỳ dồi dào, đủ để sinh ra và nuôi dưỡng một số yêu ma thiên giới cực kỳ mạnh mẽ. Nước biển nơi này cũng không phải nước mặn bình thường, mà là nước mặn cực kỳ cao đẳng. Ở trong 3000 thế giới chính là loại nguyên liệu luyện khí cực kỳ tốt, có thể để cho đại vua tam thần cảnh luyện chế ra nguyên thần chi bảo. Nhưng loại bảo vật này lại có ở khắp nơi trên thiên giới, không người để ý. Tầm mắt Diệp Húc xuyên qua nước biển, nhìn sâu vào trong biển kia. Ở dưới đáy biển cũng có linh sơn, cũng có động phủ, hẳn là chỗ tu luyện của yêu ma trong biển. Ở dưới đáy biển thường thường có một con quái vật lớn bơi qua, khiến cho mặt biển nổi lên những trận gió thổi quét, dấy lên những ngọn sóng lớn. Sóng biển đánh ra
e là có thể sánh được với một kích của Nhân Hoàng. Mà ở đằng xa còn có lôi bạo, thiên lôi cuồn cuộn, giống như là Vu Hoàng tiến lên cấm bảo đánh xuống biển, khiến người ta phải kinh hãi. Cái loại cảnh tượng này rất khó nhìn thấy ở thế giới vô hoang, mà ở thiên giới thì lại là chuyện quá quen thuộc. Vù! Một con thuyền lầu lướt qua đỉnh đầu bọn họ, lái vào sâu trong biển. Chiếc thuyền lầu này chạy qua rồi, lại có bốn chiếc thuyền lầu lái tới. Đột nhiên một chiếc trong số đó thả neo xuống, chỉ thấy trên nó lơ lửng một chiếc bàn tính thật lớn. Bàn tính lại cạch động, một lần động là hàng loạt đạo vận lưu chuyển bảo vệ mấy chiếc thuyền. Từ đầu thuyền truyền đến một tiếng nói thanh thúy. Ồ, Phó huynh, sao huynh lại ở chỗ này vậy? Phó Tê Lai nghe vậy, bèn ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền lầu kia, thì thấy đầu thuyền đứng là một nữ tử với tư thế oai hùng, ánh mắt sáng lên cười nói. Thì ra là Tú Trúc Sư Tỷ. Tú Trúc Sư Tỷ bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là định đi hải ngoại hay sao? Phong Tùy Vân khẽ nói với Diệp Húc. Diệp huynh, năm chiếc thuyền lầu này chính là thương thuyền của Cực Đạo Minh. Văn minh chủ của Cực Đạo Minh chính là vị vu tổ nổi danh lẫy lừng. Chiếc bản tính kia chính là tổ binh của ông. 105 hạt bản tính kia chính là do ông thu thập những ngôi sao thiên giới luyện hóa mà thành, rất là lợi hại. Diệp Húc lộ ra vẻ động dung cười nói. Luyện hóa 105 ngôi sao thành một món tổ binh, vị Cực Đạo Minh chủ này quả thực lợi hại. Nhưng so với tạo hóa thần vương luyện chế hàng tỷ ngôi sao thành một ngọn ngần sơn vẫn còn kém cỏi quá nhiều. Đó là đương nhiên, đương nhiên. Tật xấu nói nhiều của Phong Thủy Vân lại tái phát, gã cười nói. Cực Đạo Minh chủ, đương nhiên không thể so sánh được với tạo hóa thần vương rồi. Một người là vũ tổ, một người là thần vương, địa vị cách biệt một trời một vực. Thế nhưng cũng không thể khinh thường Cực Đạo Minh chủ được. Dù là trong vũ tổ cũng không có mấy người có thể luyện hóa được sao trên thiên giới đâu. Phó Tê Lai gật đầu cười nói. Văn Tú Trúc là trưởng nữ của Cực Đạo Minh chủ, phụ trách làm ăn ở hải ngoại, cũng có giao dịch với Thanh Hiên Thần Phủ ta. Diệp Phúc nhìn về phía Văn Tú Trúc, chỉ thấy thiếu nữ này trông thật xinh đẹp, đôi mắt thật sáng ngời, hiện lộ nhuệ khí bừng bừng, khiến cho hắn không khỏi tán thưởng một tiếng thoát tục. Chẳng lẽ Phó huynh đi hải ngoại rèn luyện hay sao? Ánh mắt của Văn Tú Trúc đảo qua Phong Thủy Vân, lập tức dừng ở trên khuôn mặt Diệp Húc, lộ ra vẻ kinh ngạc cười nói. Thì ra Phong thiếu chủ của Tạo Hóa Môn cũng ở đây. Tú Trúc chuẩn bị trà thơm, mời ba vị khách quý lên thuyền thưởng thức. Phó Tân Lai nhìn về phía Diệp Húc cười nói. Diệp huynh, hải ngoại sóng to gió lớn, chi bằng đồng hành cùng thương thuyền của Cực Đạo Minh đi, cũng có thể bớt chút cước lực. Diệp Húc gật đầu nói. Cũng tốt. Ba người bay lên, chiếc bàn tính trên thuyền kia đột nhiên gõ thiếu đi một bước, thiếu đi một đạo vận, lộ ra một lỗ hổng để ba người đi vào trong thuyền. Văn Tú Trúc chớp chớp mắt nhìn về phía ba người. Phong Thủy Vân quần áo đẹp đẽ, quý giá, dáng vẻ không hề tầm thường, trên khuôn mặt luôn treo nụ cười vô hại. Phó Tê Lai tuổi còn trẻ, mày xinh mắt đẹp, giống như thiếu niên 18 tuổi, cả người có vẻ vô hại. Nàng lại nhìn Diệp Húc trong lòng chấn động, vị thiếu niên áo lam này nở một nụ cười thật ấm áp, lại hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ thân thiện hơn cả Phong Thủy Vân và Phó Tê Lai một chút. Nhưng sau lưng hắn là có các loại thần vận, đạo vận giống như giải băng bay bổng quấn quanh thân, tựa như một vị thần vương. Phong huynh, vị này chắc là Diệp Húc Diệp huynh phải không? Văn Tú Trúc mỉm cười mời ba người ngồi xuống, rồi vỗ tay ra hiệu. Lập tức có người dâng trà thơm lên, cười ngâm ngâm nói. Diệp huynh cũng thật là lớn mật, gây ra đại loạn như thế lại còn dám rời khỏi Ngọc Hư Cung, đúng là kỹ cao gan lớn, Tú Trúc bội phục rồi. Diệp Húc giật mình liền cười nói. Văn sư tỷ biết Diệp mỗ sao? Đây là lần đầu tiên Tú Trúc nhìn thấy Diệp huynh, nhưng Diệp huynh đã vang danh cửu thiên, khắp nơi đều có bảng truy nã, Tú Trúc muốn không biết cũng khó à. Văn Tú Trúc khẽ cười rót trà. Này có tất cả 53 thế lực lớn hạ lệnh truy nã Diệp huynh, ở bảng truy nã ác nhân thiên giới này Diệp huynh vinh dự trèo lên hạng nhất kìa. Sắc mặt Diệp Húc không hề thay đổi, hắn cười ha ha nói. Hư danh đều là hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Phong Thủy Vân nghe vậy không khỏi khẩn trương, nhìn đông ngó tây ra vẻ thoải mái hỏi. Tú Trúc sư tỷ, lệnh tôn Văn Minh chủ không ở trên thuyền hay sao? Cha ta không ở đây. Văn Tú Trúc như cười như không đáp. Chiếc thuyền lâu này của Tú Trúc sư tỷ bố trí thật là đẹp, thêm vài phần lịch sự tao nhã. Phó Tiên Lai đứng dậy đi xung quanh thuyền lâu vài vòng, từng giải đạo văn đạo ngân từ dưới chân tuôn ra, âm thầm bố trí cấm chế phòng ngừa vạn nhất, hắn cười nói. Phong huynh, phó huynh, các ngươi cẩn thận quá mức rồi.
Văn Tú Trúc cười khanh khách nói: Tú Trúc chỉ là người làm ăn, Cực Đạo Minh cũng là một thương minh, quả quyết không tham dự vào bất kỳ chuyện gì giữa thần vương. Mong ba vị cứ yên tâm. Hơn nữa Tú Trúc còn muốn mượn sức của ba vị để xuyên qua loạn không hải, làm sao có thể ra tay đối phó với ba vị được. Diệp Húc mỉm cười nói: Phong huynh, Phó huynh, Văn sư tỷ quả thật không hề động sát tâm, hai người có thể yên tâm được rồi. Văn Tú Trúc lướt hắn tò mò hỏi: Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi không sợ Tú Trúc đột nhiên trở mặt tế tổ binh lên giết ngươi hay sao? Ồ, sẽ thế sao? Diệp Húc nở một nụ cười vô hại, lên tiếng nói: Văn sư tỷ chắc hẳn không phải là người như vậy, cho dù có phải thì cũng không sao cả, bởi vì bản tính kia còn chưa hạ xuống thì cô đã chết rồi. Văn Tú Trúc cứng đờ sắc mặt lại, giận dữ chừng hắn một cái. Diệp Húc cười nói: Bảng truy nã ác nhân thiên giới có những người nào vậy? Đứng hạng nhất chính là thiên hậu, chẳng qua là ai cũng muốn thiên hậu chết, nhưng chẳng kẻ nào dám giết cả, mà cũng chẳng ai có thể giết được bà ta, cũng không có ai dám để bà ta ở vị trí thứ nhất cả, nên vị trí đó tự nhiên thuộc về Diệp huynh rồi. Văn Tú Trúc cười tươi như hoa, có vẻ khá vui vẻ, cười nói: Người giết 53 vị thần tử khiến cho 53 thế lực lớn nổi giận, chư thiên thần vương đã hạ lệnh, nếu ai truy sát được Diệp huynh sẽ được ban cho một bộ công pháp cấp thần vương, cộng thêm một bộ tổ minh, thậm chí là một ngọc thanh linh mạch nữa kìa. Ngoài ra còn có thần vương còn tuyên bố, nếu như giao đầu ngươi ra sẽ được truyền công lực, tăng tu vi, còn có thể đảm nhận chức vụ ở trong thiên triều, làm đại tướng biên cương. Đây là ban thưởng cơ bản, còn có một số thế lực lớn nhỏ khác cũng tuyên bố một số phần thưởng như là linh mạch nguyên liệu, nhiều không đếm xuể, tập trung lại đủ để giàu nứt đấu đổ phách rồi, ngay cả Cực Đạo Minh ta cũng kém xa. Hai người Phong Thủy Vân kia mắt sáng lên, Phó Tiên Lai cười nói: Diệp huynh à, nếu không thì huynh chịu khổ một lần đi. Diệp huynh à, nhiều bảo bối như vậy, chẳng lẽ huynh không suy nghĩ một chút sao? Phong Thủy Vân cũng dụ dỗ. Một suy nghĩ lóe lên, Diệp Húc cười nói: Đương nhiên có thể, vì hạnh phúc của hai người, ta hy sinh một chút thì có sao đâu. Hai vị huynh đệ, ta cắt một cái đầu xuống, cùng lắm lại mọc ra một cái khác. Các người mang đầu ta đi lĩnh thưởng, rồi mang tiền thưởng về, ba người chúng ta có thể tiêu dao mà sống rồi. Thế nhưng nếu như đám thần vương Vu Tổ mà phát hiện ra hai người bọn ta lừa bọn họ, chúng ta sẽ chết chắc kìa. Phong Tùy Vân và Phó Thiên Lai sắc mặt sáng hoét, vội vàng lắc đầu. Văn Tú Trúc lại cười nói: Vị trí thứ hai trên bảng truy nã còn lợi hại hơn cả Diệp huynh nhiều, đó là một vị thần vương, Đàm Tổ Thần Vương. Người này bị truy nã khi còn là thánh hoàng, đến nay đã mấy vạn năm rồi, ông ta không chết mà lại tu thành thần vương, cực kỳ lợi hại. Về phần những người khác thì cũng rất nhiều. Diệp huynh, đây là bảng truy nã mà Quân Thiên Thần Vương tuyên bố, người hãy xem đi. Nàng ta lấy ra một danh sách, Diệp Húc cầm nhìn thì đúng là thấy mình xếp ở vị trí đầu tiên, vinh quang leo lên đầu bảng. Tấm bảng thông báo này cũng là một món vu bảo kỳ lạ, trên bảng còn có giọng nói dáng điệu của mình, trông rất sống động, tay không xé một người. Hẳn là hình ảnh Diệp Húc giết người ở Đại Nhật Thần Cung của tiểu nguyên giới đã bị kẻ nào đó thu vào trong vu bảo. Vị trí thứ hai Đàm Tổ Thần Vương không có tướng mạo, hẳn là người này quá thần thông, vẽ tướng mạo ông ta liền sẽ bị lão cảm ứng đến. Đứng thứ ba là Vô Sinh Lão Tổ, hung danh hiển hách, từng tàn sát hàng loạt người dân, giết người vô tính, là một vị vu tổ đỉnh phong. Hạng thứ tư là Cực Nhạc Lão Tổ, từng xông vào hậu cung của một vị thần vương, thải bổ mấy trăm vương phi trong hậu cung đó tới chết. Đủ loại ác nhân hiện ra chi chít trên bảng, ai nấy đều cực kỳ hung ác. Diệp Húc nhìn mà buồn bã. Ta mới giết có mười mấy người mà đã xếp hạng nhất rồi, thật là quá coi trọng ta mà. So với đám người kia ta còn xa mấy bằng. Ồ, Ma Hoàng cũng ở trên bảng, còn có hạng lão đầu. Mấy cái tên này rốt cuộc đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đây? Ba người Ma Hoàng, Ứng Tông Đạo và Hạng Tịch đều xếp hạng dưới Bát Ma, Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đế Ma Tôn. Ba người này sắp xếp cùng một chỗ hẳn là cùng nhau làm chuyện xấu, nhưng chuyện thương thiên hại lý mà bọn họ làm thì bảng truy nã lại không có nói rõ. Năm chiếc thuyền lâu chở đầy hàng hóa chạy sâu vào trong thiên hải, tốc độ không hề chậm, gần như sánh với tốc độ của thánh hoàng. Văn Sư Tý, không biết ba người này đã làm gì mà cũng bị Quân Thiên Thần Vương truy nã vậy? Văn Tú Trúc nhìn lướt qua rồi cười nói: Ba người này là vua hoàng hạ giới, nghe nói phi thăng lên thiên giới rồi thấy đâu đâu cũng là của cái, nửa lòng tham lên cướp sạch thành Ngân Nguyệt, thành Thương Hoàng, rồi thành Đại Kiên, cướp liên tục hơn 80 thành, kinh động đến Quân Thiên Thần Vương. Sắc mặt của Diệp Húc lập tức trở nên cổ quái, mỗi một tòa thành trì trên thiên giới đều có thánh hoàng trấn thủ, thậm chí còn có thánh hoàng đỉnh phong. Khi còn ở thượng giới, cấm bảo của đám người Ứng Tông Bạo gần như bị hủy sạch trong tay giám thiên sứ Đằng Hầu. Thực lực không còn ở trong trạng thái toàn thịnh,
đối phó với vua hoàng đỉnh phong còn khó khăn, sao bọn họ có thể cướp sạch 80 tòa thành được đây? Đám người Ứng Sư huynh phi thăng thiên giới sớm hơn ta có vài năm, chẳng lẽ bọn họ đạt được kỳ ngộ nên tu vi tiến nhanh sao? Diệp Húc nghi ngờ trong lòng. Ba kẻ này to gan lớn mật, kẻ có tên là Ứng Tông Đạo, trong số đó làm ra một kho báu không tồn tại, dụ dỗ những cao thủ trong những thành kia đến tầm báo. Bọn chúng thừa dịp xông vào, cướp sạch những tòa thành trống không này. Văn Tú Trúc nói với vẻ xấu hổ. Nói ra thì thật xấu hổ, trong số đó còn có cả một sản nghiệp của Cực Đạo Minh ta, cũng bị ba tên ác ôn đó cướp đoạt sạch sẽ. Ba kẻ này rất là giàu hoạt, cướp sạch một chỗ xong lập tức đổi chỗ khác, lại dùng nguyên cách cũ. Thiên giới quá lớn, tin tức khó truyền khắp thiên hạ, thế nên để cho chúng đắc thủ, cướp liên tục 80 thành, quét sạch bảo vật linh mạch, tài nguyên trong thành, thậm chí còn náo loạn đến tận quân thiên thần vương phủ. Lên bảng truy nã ác nhân rồi, bọn họ mới ngừng lại. Này, ba tên ác ôn này đang bị võ thánh điện truy sát đã hơn một năm, đến nay vẫn chưa quy án. Sao? Làm ra kho báu không có thật rồi khiến người khác mắc câu ư? Đúng là ý hay. Đôi mắt của Phó Tiên Lai tỏa sáng, vội vàng nhớ kỹ. Diệp Phúc cũng hâm mộ không thôi, thầm nghĩ. Cái đám biến chất này làm ra các loại chuyện đó mà không thèm gọi ta, đúng là khiến người ta phải giận dữ mà. Cũng kỳ quái ghê, sao lại không thấy tinh đế đâu vậy? Hắn lật qua lật lại bảng truy nã mấy lần nhưng chẳng hề thấy tung tích của tinh đế, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ vào thiên giới rồi tinh đế liền mỗi người một ngã với bọn họ hay sao? Với tính cách của tinh đế kia, có thể không cùng phú quý thế nhưng nhất định sẽ chung hoạn nạn, có lẽ là có duyên cớ khác rồi. Thiên giới có quy tắc của thiên giới, quy tắc của thiên giới chính là tất cả tư nguyên đều thuộc về trong tay những tài phiệt quyền quý thần vương vu tổ kia, đẳng cấp rất nghiêm ngặt, không trở thành thành viên của những đại phiệt quyền quý đó thì chẳng thể sinh tồn ở thiên giới. Thiên giới có thể sinh ra cường giả, nhưng cường giả thường thường là nằm trong sự khống chế của các thế lực lớn này, rất ít khi tách rời. Những cường giả như Đàm Tổ Thần Vương chỉ là trường hợp đặc biệt. Hạ giới cũng có quy tắc của hạ giới. Đám người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng là thiên chi kiêu tử dưới hạ giới, trước nay luôn kiệt ngạo bất tuần. Lão tử là số 1, ông trời chỉ đứng thứ 2. Bọn họ đi đến thiên giới rồi tất nhiên sẽ không phục chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của thiên giới. Những nhân vật như này sẽ không khuất phục dưới quy tắc của thiên giới, tất sẽ nảy sinh va chạm. Nếu bọn họ còn ở trên bảng, như vậy họ nhất định là còn sống rồi. Diệp Húc khép bảng lại, trả lại cho Văn Tú Thúc, thầm nhủ trong lòng. Nếu như bọn họ còn ở trên bảng, như vậy họ nhất định là còn sống rồi. Diệp Húc khép bảng lại, trả cho Văn Tú Trúc, thầm nhủ ở trong lòng. Chỉ là không biết giờ bọn họ đang ở nơi nào thôi. Văn Sư Tế, nghe nói thuyền của cô có khách quý đến, sao không giới thiệu cho tiểu huynh một tiếng đi? Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, một thanh niên mặc hoa phục dẫn theo 10 vị cao thủ bay tới từ thuyền lâu khác hạ xuống thuyền. Dầm một tiếng, khí thế của gã đột nhiên bùng nổ như rời núi lấp biển, áp chế đến ba người Diệp Húc cùng vô cùng cương liệt. Gã cười ha ha nói, nghe nói Văn Sư Tỷ gặp được ba vị tài tuấn trẻ tuổi, Trùng Bố Mỗ đặc biệt đến gặp một lần. Hắn hiển nhiên tu vi cũng là thánh hoàng mà còn tu luyện đến cảnh giới cực cao, khí thế rất mạnh. Vừa lên thuyền đã giao ai với đám người Diệp Húc. Nhưng khí thế của gã tuy mạnh, ở trong mắt Diệp Húc thì vẫn chưa bằng Phong Thủy Vân, Phó Tiên Lai, nên hắn cũng chẳng để ý cho lắm. Phó Tiên Lai và Phong Thủy Vân cũng chẳng thèm để ý, chỉ coi hơi thở của hắn như gió xuân vừa thổi qua. Sắc mặt Văn Tú Trúc trở nên xấu hổ, lúng ta lúng túng giới thiệu. Diệp huynh, Phong huynh, Phó huynh, ba người đừng để ý, vị này là Trung Lương Học, là con của nhị đương gia trong Cực Đạo Minh ta, từ nhỏ vốn đã cực kỳ lỗ mãng rồi. Không sao đâu, Văn Sư Tỷ không nên tự trách mình. Diệp Húc nói với một nụ cười như ánh sáng mặt trời ấm áp. Văn Tú Trúc có phần không yên, nàng biết những chuyện của Diệp Húc, thiếu niên này nhìn như thuần lương như thế, nhưng cả thần cũng dám giết, mà mỗi lần giết là giết cả một đám, chẳng phải hạng người lương thiện gì. Nếu không cẩn thận, người này có thể lập tức đại khai sát giới. Người là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo sao? Trung Lương Ngọc đột nhiên chú ý tới Diệp Húc, ánh mắt sáng lên, bước lên một bước lớn rồi cười ha hả. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm thấy lại chẳng tốn công. Văn Dư Tế làm tốt lắm, thằng nhãi này chính là một cái bánh ngon. Ngay cả chư thiên thần vương, bao gồm cả quân thiên thần vương phủ cũng đang truy nã hắn, không ngờ lại rơi vào tay của ta. Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta. Hơn 10 vị cao thủ sau lưng gã lập tức bao vây ba người Diệp Húc lại. Dừng tay. Sắc mặt của Văn Tú Trúc đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng nói, Trung Lương Ngọc, nơi này ngươi làm chủ hay là ta làm chủ? Há lại cho ngươi ra lệnh sao? Lùi xuống hết cho ta. Trung Lương Ngọc hơi ngẩn ra, vội vàng nói, Văn Dư Tế, cô có biết tiểu tử này có giá trị cao như thế nào không? Đủ,
để tài sản cực đạo minh ta tăng lên 2 lần kìa. Câm miệng, người lui ra cho ta. Này đã vào sâu trong biển, động vật biển rất nhiều. Trung Lương Ngọc, người hãy an phận trông coi thuyền của mình đi, làm tốt bổn phận của mình đi. Sắc mặt của Trung Lương Ngọc âm trầm, chừng Diệp Phúc một cái, rồi dẫn người rời đi, cười lạnh mà nói: Văn sư tỷ, cô bao che tiểu tử này chính là đối nghịch với người trong thiên hạ, sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt thôi. Văn Tú Trúc nhu nhu huyệt thái dương, vô cùng đau đầu, áy náy nói với ba người Diệp Húc. Trung Lương Ngọc không biết trời cao đất rộng, khiến cho ba vị chê cười rồi. Chờ khi trở về rồi, tiểu muội sẽ trách phạt gã một trận, làm cho gã xin lỗi ba vị. Diệp Húc thấy buồn cười nói: Văn sư tỷ, cẩn thận quá rồi đấy. Diệp mỗ cũng không phải một tên ma đầu chuyên ăn thịt người, chỉ là chút chuyện nhỏ, sao có thể để tâm được. Chúng ta tiếp tục uống trà thôi. Văn Tú Trúc khẽ thở ra thầm nghĩ: Tuy không phải ma đầu ăn thịt người, nhưng ngươi còn khủng bố hơn cả ma đầu ăn thịt người ấy chứ. Ngay cả con của thần vương cũng dám giết kìa. Văn sư tỷ, lần này mọi người hộ tống thứ gì vậy? Phong Thủy Vân đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Văn Tú Trúc chần chừ, Diệp Phúc thấy thế bèn cười nói: Nếu không tiện thì Văn sư tỷ đừng nói. Không phải Tú Trúc không muốn nói, mà là món đồ vật này quả thật là quá lớn. Tú Trúc chỉ sợ ba vị thấy rồi không nhịn được mà động sát tâm thôi. Văn Tú Trúc cười khổ nói. Lỗ tai của Phó Tiên Lai vểnh lên, đôi mắt tỏa sáng, hắn cười nói: Cô nói thế lại khiến ta động sát khí rồi kìa. Diệp Phúc cũng tò mò, Văn Tú Trúc trợn mắt cười nói: Nếu ta không lấy ra, khó đảm bảo các ngươi không có ý xấu, cho các ngươi nhìn một chút cũng được. Đỉnh đầu của nàng hiện ra một tòa bảo tháp, từ trong đó bay ra một khối kim trúc to bằng nắm tay. Lập tức thần văn tràn ngập, tản ra hơi thở trầm trọng như thiên địa đại đạo, thậm chí chấn áp ba người Diệp Húc gần như không thể động tu vi. Khối thần kim này chính là bảo vật mà cha ta có được trong lúc vô ý, là tài liệu rèn đế binh. Cha ta tính để cho ta hộ tống đến Viêm Thiên làm thọ lễ tặng cho Vĩnh Hằng Đế Quân. Văn Tú Trúc cười nói: Này Thường Thiên đã chết, Vĩnh Hằng Đế Quân chính là vị đế quân có hy vọng trèo lên đế vị đương thời. Cục đạo minh ta muốn làm ăn ở trong chư thiên nhất định phải tính toán trước. Đế binh sao? Diệp Húc chợt nghĩ ra, hiện ra ngọc lâu rồi lấy ra một mảnh vỡ đế binh lớn bằng lòng bàn tay, cười nói: Ta cũng có một mảnh vỡ đế binh, không biết là làm từ khoáng vật gì, đáng tiếc là nó đã không còn chút uy lực nào rồi. Đại đế tàn binh ư? Văn Tú Trúc nhìn lướt qua liền khiếp sợ, sau đó lại lộ ra vẻ tiếc hận thở dài. Diệp huynh, khoáng vật mà đại đế thần binh của ngươi dùng còn cao hơn khối thần kim này của tiểu muội không biết bao nhiêu lần kìa. Tiếc là đã bị người ta xóa đi thần văn thần vấn, mất hết linh tính. Muốn khôi phục là rất khó, cần có cao thủ cấp thần vương dùng thần văn chăm sóc thì mới có thể khôi phục, ở trên đó khắc lên thần văn của mình. Thì ra là vậy. Diệp Phúc mừng rỡ, lập tức khiến cho mảnh vỡ đế binh này bay vào sau lưng hắn, rơi vào trong tầng tầng thần văn. Mảnh vỡ đế binh vừa rồi vừa rơi vào lập tức hút lấy giải thần văn vần quanh người Diệp Phúc. Phía trên mảnh vỡ dần dần hiện ra từng đạo thần văn. Văn Tú Trúc nhìn vào kinh ngạc, không nói một lời, thầm nghĩ: Ta lại quên mất, hắn còn có thần văn hộ thân. Trên chiếc lâu thuyền mở đường phía trước, Trung Lương Ngọc nổi giận đùng đùng, cười lạnh nói: Con tiểu tiện nhân này lại dám trách ta trước mặt mọi người, làm ta mất hết mặt mũi, nhất định là con tiện nhân đó coi trọng ba tên mặt trắng kia rồi. Một tên tùy tùng sau lưng của gã vội vàng khuyên nhủ: Xin thiếu gia chủ bớt giận. Bên người Diệp Thiếu Bảo kia, một kẻ là Phong Thủy Vân của Tạo Hóa Môn, một kẻ lại là Phó Tiên Lai của Thanh Nghiên Thần Phủ, đều là thần tử cả. Chỉ một tên Diệp Thiếu Bảo thì chẳng có gì phải sợ, nhưng nếu đắc tội với Tạo Hóa Môn và Thanh Nghiên Thần Phủ, cực đạo mình chúng ta cũng không sống được. Phong Thủy Vân với Phó Tiên Lai kia thì sao chứ? Lần này ta cũng muốn chúng phải chết, không có chỗ trốn. Trung Lương Ngọc cười lại một tiếng nói: Loạn không hái, chính là chỗ đám người này mất mạng. Ta chẳng những phải chiếm hết đồ vận chuyển, lần này làm của riêng, dẫn đầu Diệp Thiếu Bảo đi lãnh thưởng, còn muốn con tiểu tiện nhân Văn Tú Trúc kia hầu hạ dưới người, làm tính nô của ta. Tinh quang lóe lên trong mắt gã, gã thấp giọng nói: Lần này cực đạo minh ta vận chuyển rất nhiều bảo vật, đầy cả 5 chiếc thuyền. Những thứ chân quý nhất chính là thần kim mà tiểu tiện nhân Văn Tú Trúc kia giấu ở trong bảo tháp. Khối thần kim này chính là tài liệu rèn đế binh, tuy chỉ là một khối nhỏ nhưng thần văn trong đó lại là thiên thành, là thọ lễ mà minh chủ tặng cho Vĩnh Hằng Đế Quân. Nhưng phải trách sao, ngươi tặng lễ vật quá quý trọng, ngay cả cha ta cũng thèm thuồng kìa. Thêm tổ binh của cực đạo minh vào đầu của Diệp Thiếu Bảo, Trung gia ta có thể hoàn toàn thoát khỏi cực đạo minh, trở thành bá chủ của một phương rồi. Đột nhiên một con thuyền bỗng rung lên dữ dội rồi ngừng lại. Văn Tú Trúc vội đứng dậy, đứng ở đầu thuyền nhìn.
Chỉ thấy biển rộng dầm một tiếng tách ra, một cái đầu rất lớn thò ra từ trong biển, mở ra cái mồm to đỏ như chậu máu, táp tới chiếc thuyền lâu kia. Đây là một con cự thú ở đáy biển, hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân tản ra khí huyết đặc, có thể so với thánh hoàng. Cái miệng của nó còn to lớn hơn chiếc thuyền lâu kia rất nhiều. Mau truyền lệnh xuống, khiến các thuyền cẩn thận. Nay ta đã đi sâu vào trong biển, cự thú sẽ rất nhiều, cần phải thật sự cẩn thận. Thần sắc của Văn Tú Trúc khẽ đổi, chỉ thấy bản tính trên thuyền lâu đột nhiên gảy một hạt. Một đường đạo vận phát ra, con cự thú biển sâu kia lập tức oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một mảng xương máu. Diệp Phúc và Phong Tùy Vân, Phó Tân Lai đứng ở đầu thuyền nhìn, chỉ thấy cự thú trong biển rất nhiều, ùn ùn kéo đến. Tất cả cự thú như nước, ào ào, vồ tới năm chiếc thuyền lâu. Năm chiếc thuyền lâu này ở trước mặt cự thú quả thật bé nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cự thú cắn nuốt. Nhưng năm chiếc thuyền lâu này cũng có cao thủ điều khiển, nhất là bản tính lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn họ kia. Đi 9 tiến 1, lùi 1 còn 9, lạch cạch vang lên. Một đám hạt châu nhảy lên nhảy xuống liên tục, tính toán chư thiên đạo vận không ngừng phát ra, chấn vỡ tất cả cự thú. Uy năng của món tổ binh này gần như tương đương với một vị vu tổ tọa chấn, cực kỳ lợi hại. Thực lực của Văn Tú Trúc kia còn chưa đủ để kích phát toàn bộ uy lực của món tổ binh này. Dù vậy, nó cũng không hề tầm thường. Thánh hoàng bình thường không có khả năng chống lại nó. Văn sư tỷ, chi bằng sư tỷ nghỉ ngơi chút đi, để tiểu đệ giúp tỷ. Diệp Phúc cười nói, Văn Tú Trúc liên tục thúc giục bản tính, đã thở hổn hển, tự biết tu vi không thể theo kịp. Nghe vậy, bèn nói, không biết Diệp huynh có bảo vật gì có thể đối phó những con cự thú này đây? À, ta có một con phá cầu, tuy rằng trời sinh tính tình không được tốt, thế nhưng hẳn là dư sức đối phó với những con cự thú này. Diệp Phúc tế Hạo Thiên Quyển lên, con phá cầu này lập tức gào thét nhảy ra khỏi lâu thuyền. Phá cầu sao? Văn Tú Trúc ngẩn ra, chỉ thấy con chó đen này cao như người, đột nhiên nó bành trướng ra như được ai đó bơm hơi vậy, hóa thành một con cự thú dài đến trăm dặm, đuôi dài, eo nhỏ, trông khá là hung ác. Nó đột nhiên há mồm rít gào, động cả sông núi. Tiếng gầm của nó vang lên, mặt biển lập tức ầm ầm tách ra. Sóng biển cao tới trăm dặm dựng thẳng hai bên. Năm chiếc thuyền lâu trông như năm chiếc lá chạy trong cái khe mà Hạo Thiên Quyển gầm mở ra kia chấn động lòng người. Một con hải thú tám xúc tu rít gào lao ra từ trong biển, hình thể nó khổng lồ đến cả 10 dặm. Tám cái xúc tu kia bay lượn cuốn lấy một con thuyền lâu ở trong số kia. Xúc tu của nó vừa bay ra thì con chó đen kia há mồm cắn xuống, nuốt luôn con hải thú này vào bụng. Một đám động vật biển vọt tới, bị con chó khổng lồ này mở miệng nuốt hết. Văn Tú Trúc chố mắt ra nhìn, đôi mắt tỏa sáng, thất thanh nói, Diệp huynh, con phá cầu này của ngươi rõ ràng là một bá chủ trong cự thú. Hạo Thiên Khuyến mở miệng cắn trời, ngay cả thiên giới cũng không chịu được, bị một giống của nó chấn vỡ kìa. Cái loại cự thú này cũng là hung vật nổi danh lẫy lừng trong thiên giới thiên đình viễn cổ, không gì là không ăn, lại dễ nuôi nữa, ngươi có bán hay không vậy? Cục đạo minh ta nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mua nó về. Khiếu Thiên là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng của ta, sao có thể bán được? Diệp Húc cười cười từ chối nói. Văn Tú Trúc chớp chớp mắt lên tiếng, thật đáng tiếc, nếu nó sinh ra con thì Diệp huynh nhất định phải bán cho ta một con đấy. À, điều này thì có thể suy nghĩ lại. Diệp Húc không nhìn ánh mắt u oán của Hạo Thiên Quyền kia mà cười tủm tỉm nói, chúng ta thương lượng giá trước cái nhỉ. Hệ thống tu luyện của Hạo Thiên Quyền khác với vũ sĩ một trời một vực, chủ yếu dựa vào ăn uống. Con phá cầu tham ăn này đi vào biển sâu trong thiên giới như là cá gặp nước, cắn nuốt không biết bao nhiêu cự thú vọt tới, tất cả đều tắng thân ở trong bụng chó. Nó đã bắt đầu ngưng luyện đạo văn đạo ngân, tu vi tiến bộ thần tốc, có xu thế một giống chấn vỡ thiên giới như Văn Tú Trúc đã nói. Ở phía sau, đám động vật biển cảm ứng được hơi thở con phá cầu này liền chạy trối chết, không còn bóng dáng. Không một con cự thú nào dám to gan về công thương thuyền của cực đạo minh nữa. Gần nửa tháng trôi qua, thuyền lâu đột nhiên rung lên một cái, lại đến một khoảng không. Phó Tề Lai khẽ nói, Diệp huynh, phía trước kia chính là loạn không hải, là hải vực hỗn loạn hình thành khi thiên giới viễn cổ sụp đổ. Rất ít người có thể sinh tồn ở nơi đây, cho dù có là thánh hoàng mà đến nơi đây thì cũng cửu tử nhất sinh kìa. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn thì thấy biển nơi đây bỗng nhiên biến đổi. Trên bầu trời kia là biển, mà dưới kia cũng là biển. Những mảng biển răng khắp không trung, cắt không gian nơi đây thành những mảnh lớn nhỏ, hình thành một kỳ quan đảo ngược cả càn khôn. Nơi đây cực kỳ cổ quái, thiên giới viễn cổ sụp đổ rồi hình thành những mảnh vỡ thời không đủ loại, lực hút lần lượt thay đổi. Có hải dương treo trên bầu trời, lực hút cũng kéo lên bầu trời. Cũng có cái dựng thẳng lên, lực hút lại nằm vuông góc. Còn có mặt biển nghiêng, các loại lực hút vặn vẹo, hỗn loạn giao nhau.
chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bị lực hút cuồng bạo xé nát. Giữa biển và biển kia là những cửa động do thời không hình thành, không biết là thông đến nơi nào. Loạn không hải chính là hải dương của thời không hỗn loạn như cái tên của nó. Cửa động thời không ở nơi này thông đến bốn phương tám hướng, giống như là mê cung, rất dễ dàng bị lạc ở trong từng tầng thời không, thậm chí cho đến khi chết già cũng chẳng thể thoát thân. Loạn không hải chỉ có duy nhất một sinh lộ, những cái khác đều là tử lộ cả. Không cẩn thận thì ngay cả vũ tổ đều cũng sẽ bị lạc, không thể nào thoát thân được. Ba vị đừng có rời khỏi thuyền lâu, nếu như bị thời không hỗn loạn loạn lưu cuốn đi thì chỉ còn đường chết mà thôi. Sắc mặt của Văn Tú Trúc rất khẩn trương, nàng điều khiển thuyền lâu từ từ chạy vào một cửa động ở trong số đó, dặn dò mấy người. Diệp Húc cũng thận trọng, những nơi nguy hiểm trên thiên giới có tính nguy hiểm cao hơn Vu Hoang rất nhiều, thậm chí có thể làm cho thần vương phải nuốt hận tại chỗ, khiến cho hắn không thể không cẩn thận. Thời không hỗn loạn trong loạn không hải thi thoảng lại truyền đến lực hút mạnh mẽ, kéo năm chiếc thuyền khiến cho chúng phát ra tiếng vang răng rắc, chạy qua cửa động thời không kia. Bốn phía bọn họ là thế giới hải dương đẹp đẽ, nhiều sắc màu, thỉnh thoảng lại hiện ra một lục địa lơ lửng trên đại dương, trông cổ xưa hùng vĩ, thế nhưng lại không biết nó rốt cuộc là ở chỗ nào, có vẻ khá là kỳ lạ. Những lục địa đó là mảnh vỡ hình thành khi thế giới viễn cổ vỡ nát, bị phong ấn trong những thời không độc đáo. Phong Tuyển Vân giải thích nói, nghe nói nơi này còn có cả tiên sơn, lại nghe nói có người từng thấy tiên nhân lui tới, không biết là thật hay giả nữa đây. Phó Thiên Lai nghiêm mặt lại nói, ta cũng nghe lời đồn này, nghe nói là Thiếu Hạo đại đế khi còn trẻ đã tới nơi này, ở đằng xa gặp một vị tiên, liền nhớ mãi không quên. Sau này khi về già, Thiếu Hạo đại đế lại đi vào loạn không hải, lại gặp vị tiên kia, dung mạo vẫn như là trước, trường sinh bất lão, vẫn bộ dạng mà Thiếu Hạo đại đế gặp lúc còn trẻ, mà đó là đã qua không biết bao nhiêu vạn năm rồi, ngay cả thiên đế đều già đi rồi. Ta từng cùng cao thủ Thanh Hiên Thần Phụ tới đây một lần, nhưng tiếc là không nhìn thấy được vị tiên kia. Diệp Phúc chớp mắt, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại sao? Không thể nào, ngay cả tổ của địa tiên Ngọc Hoàng Đại Đế và Phật Tổ đều đã chết rồi, sao còn có tiên nhân khác tồn tại được cơ chứ? Đột nhiên bọn họ chạy qua một hải vực lộn ngược, chỉ thấy trên hải vực này lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Trên đảo khí lành ngàn dòng, từng đợt đạo vận huyễn hóa ra đủ loại dị tượng lộng lẫy. Ở trong dị tượng có một xác ướp cổ khoanh chân ngồi, rõ ràng là xác chết của một vị vu tổ. Vị vu tổ này hẳn là đi vào trong loạn không hải, mãi không thể tìm được đường ra, cuối cùng ra cả rồi chết ở nơi này, xác chết theo dòng nước trôi đến nơi đây. Ồ, xác chết và đạo vận của vu tổ, chúng ta phát tài rồi. Trên một con thuyền lâu, một bóng người đột nhiên phóng lên cười to nói, thật không ngờ chúng ta lại có loại tế ngộ này. Ngô thủ tọa, mau trở về. Văn Tú Trúc sắc mặt thay đổi gấp, vội vàng hô to, tiểu thư yên tâm, ta chỉ thu lấy xác chết vu tổ này. Vì Ngô thủ tọa kia cười to đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không biết là bị thời không loạn lưu cuốn đi nơi nào. Bất cứ kẻ nào cũng không được rời khỏi thuyền lâu. Văn Tú Trúc hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng quát to. Diệp Húc cũng kinh hãi trong lòng, loạn không hải này thật sự là quá lạ. Vị Ngô thủ tọa kia chính là cường giả trấn thủ thuyền lâu, đã tu luyện tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong, thế nhưng lại lặng lẽ biến mất ở trong loạn không hải, e là đến chết cũng chẳng thể đi ra được. Năm chiếc thuyền này, ngoài chiếc thuyền lớn nhất mà bọn họ đang đứng là của Văn Tú Trúc ra, trên mỗi chiếc thuyền lâu khác đều có một vị Thánh Hoàng đỉnh phong trấn thủ, nay đã mất đi một. Thuyền lâu chồng chành lái tới phía trước, bên tai tiếng sóng từng đợt, trên dưới trái phải đều là nước biển, có một thông đạo sâu thẳm chạy thẳng vào xa xa. Không lâu sau, Diệp Húc nhìn thấy một con kim thuyền cũ lái từ từ trong loạn không hải. Chiếc kim thuyền này trắng lệ xa hoa hơn thương thuyền của Cực Đạo Minh gấp trăm lần. Trên thuyền tràn ngập đạo vận, thế nhưng con thuyền này lại tĩnh mịch vô cùng, không có bất cứ sự sống nào. Đây là một chiếc tổ binh có thể so với giao chỉ thiên thuyền, có thể xuyên qua đại thiên thời không, giao ngao du thiên giới. Nay chủ nhân kim thuyền cũng đã chết già trong loạn không hải, chỉ còn lại món tổ binh vẫn phiêu giạt như trước. Đám người Diệp Húc, Phong Thủy Vân và Phó Tiên Lai nhìn mà thèm thuồng, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kim thuyền này chạy qua biển cả trên đỉnh đầu bọn họ. Tiên kìa, thế gian này thật sự có tiên kìa. Trên mấy chiếc thuyền lâu phía trước đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, không biết bao nhiêu người trèo lên đầu thuyền nhìn ra một mảnh biển rộng. Diệp Húc cũng vội vàng nhìn theo, chỉ thấy mặt biển như một tấm gương sáng, mà một thiếu nữ áo trắng đứng sau lưng biển, từ đằng xa nhìn tới bên này. Làn da của nàng trắng như băng tuyết, yểu điệu đứng đó như một vị tiên. Thân hình thiếu nữ càng lúc càng xa, cuối cùng liền mờ đi, biến mất không thấy gì nữa.
Chẳng lẽ đúng là vị tiên mà Thiếu Hạo đại đế đã gặp qua năm đó sao? Phó Tên Lai thất thanh nói: Thiếu Hạo đại đế chết đã hơn 200 vạn năm rồi, ngoài tiên nhân ra thì ai có thể sống đến bây giờ được đây? Diệp Phúc cũng chấn động trong lòng, lúc này hắn cũng không khỏi hoài nghi thế gian thật sự còn tiên nhân tồn tại. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kỳ quái, không thể giải thích được. Qua hồi lâu, phía trước bỗng có người vui mừng reo lên: Đằng trước chính là cảng tránh gió, có thể tạm thời nghỉ chân được rồi. Văn Tú Trúc cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói: Diệp huynh, phía trước là cảng tránh gió, nơi an toàn duy nhất trong loạn không hải. Thương thuyền của cực đạo minh ta thường xuyên đến đây nghỉ chân. Đến đó rồi, không lâu nữa có thể chạy ra khỏi loạn không hải, đến gần thiên phần, mộ của chư thiên viễn cổ. Đến nơi đó, chúng ta có thể mỗi người đi một ngã. Đa tạ Văn Sư Tỷ. Diệp Húc nhìn về phía trước thì thấy năm chiếc thuyền lâu đang lái vào một không gian vững chắc. Hắn cười nói: Ba người bọn ta dọc theo đường đi cũng không giúp được gì Sư Tỷ, mà lại làm phiền hồi lâu rồi. Văn Tú Trúc mỉm cười, đang định nói thì một tiếng nói già lua truyền đến từ trong cảng tránh gió: Đại chất nữ, lão phu chở cháu ở đây đã lâu rồi. Là Trung Nhị Thúc sao? Sao Thúc lại ở đây vậy? Văn Tú Trúc kinh ngạc kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nói: Mọi người nghe lệnh, mau lui. Văn Tú Trúc cũng là người từng trải trong thương đạo, thấy nhị đương gia của cực đạo minh Trung Phong Minh kia tùy tiện xuất hiện trong cảng tránh gió ở loạn không hải, phản ứng đầu tiên của nàng không vui mừng chạy ra đón, mà là lập tức lui ra sau. Sự giỏi giang khôn khéo đó khiến cho Diệp Húc rất là khâm phục. Văn Tú Trúc có thể dẫn dắt thương đội cũng không phải chỉ là một cái bình hoa, thành tựu sau này của cô ta chắc chắn không dưới cha cô ta đâu. Từ trong cảng tránh gió truyền đến tiếng cười to của nhị đương gia cực đạo minh. Lão lao nhanh đến mấy chiếc thuyền lâu: Đại chất nữ à, cháu thấy thúc phụ cá là lập tức lui ra sau, đây là đạo lý gì vậy? Nhị thúc xưa nay không bạc đãi với cháu, tận mắt trông nom cháu trưởng thành, cháu làm thế thật sự là xa lạ quá. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão già tóc trắng bay lượn đang điều khiển đạo môn ầm ầm bay tới. Bên người của lão còn có 6 cường giả áo đen đi theo, sát khí ngập trời, vừa nhìn qua là biết đó là những cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu. Nhị đương gia của cực đạo minh chắc chắn là thánh hoàng, lợi hại hơn hẳn Lăng Tiêu Thái. Đạo môn lão đã hoàn toàn mở ra rồi, loáng thoáng truyền ra đạo vận rồi kìa. Phong Tùy Vân chớp mắt liếc qua 6 người khác rồi khẽ nói: 6 người kia sát khí nặng như vậy, hẳn là giết người vô tính, không phải thánh hoàng bình thường. Thực lực có thể còn mạnh hơn cả Trung Phong Miên. Tú Trúc Sư Tỷ, tình hình của chúng ta có vẻ không ổn rồi. Văn Tú Trúc điều khiển thuyền lui ra sau, cười khanh khách nói: Trung Nhị Thúc, sao Thúc lại xuất hiện ở đây vậy? Cha cháu mới biết thì sẽ vui lắm đây. Nhị Thúc chờ chút, cháu mời cha cháu ra ngoài này. Trung Phong Miên cười ha ha: Đại chất nữ cứ đùa, minh chủ giờ đang ở cực đạo Vương Thành tìm hiểu tuyệt học, định luyện hóa một đạo thần văn mà ta hiến cho ông ấy. Sao mà rảnh lại đến nơi đây chứ? Ra một tiếng, chiếc thuyền lâu nơi đám người Diệp Húc đứng rung lên một cái rồi dừng lại, chính là đụng phải thuyền lâu ở đằng sau. Trung Lương Ngọc đứng ở đầu chiếc thuyền khác ép cho chiếc thuyền này phải ngừng lại, mỉm cười nói: Văn Sư Tỷ, cha ta đã đến đây rồi, chúng ta cần gì phải nóng lòng rời đi như vậy? Sắc mặt của Văn Tú Trúc tái nhợt, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi lạnh lùng liếc Trung Lương Ngọc một cái, lập tức xoay người nhìn về phía Trung Phong Miên thản nhiên nói: Nhị Thúc, Thúc đây là có ý gì? Trung Phong Miên bước tới gần, hơi vung tay lên, 6 vị cường giả bên người lão tế lên những sợi dây xích rào rào chéo lại 5 chiếc thuyền lâu, kéo về cảng tránh gió. Những xiềng xích này có phẩm chất cực cao, xuyên qua đạo vận do bản tính của cực đạo minh chủ tạo ra mà không hề bị đạo vận chấn vỡ, hẳn là dùng thần liệu cao nhất, tuy không phải tổ binh nhưng cũng không khác là bao. Cường giả áo đen tế lên xiềng xích kia có tu vi thực lực không hề kém Trung Phong Miên, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Trung Phong Miên cười ha hả nói: Còn có toàn tính gì nữa chứ, lão phu chỉ là đến lấy lại những thứ thuộc về mình. Lão phu cực khổ bán mạng cho cực đạo minh nhiều năm, nay cực đạo minh lớn mạnh từng ngày mà của cải trong tay của lão phu thì chẳng là có là bao nhiêu. Lão phu còn phải nuôi một đám người, thật sự là vất vả, cho nên lão phu đặc biệt đòi hỏi đại chất nữ một ít tiền công cho sự vất vả của mình. Chà, lần này chúng ta phát tài rồi, chẳng những đoạt được thần kim luyện chế ra đế binh mà còn có một khoản thu hoạch lớn khác nữa kìa. Trung Lương Ngọc hăm hở chỉ vào Diệp Húc cười nói: Đệ nhất nhân trên bảng truy nã Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo cũng ở trong thuyền, chỉ cần thiên giới ban thưởng cũng đủ để chúng ta giàu nứt đố đổ vách rồi. Sao,
Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Trung Phong Miên nhìn Diệp Húc hơi ngẩn ra rồi lập tức mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to nói: Tạo hóa quá lớn. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo giết hại 53 vị thần tử, dù là người xếp hạng 1 trên bảng truy nã, nhưng tu vi lại không cao, chỉ là một tên vu hoàng. Loại người như ngươi với ta mà nói dễ như lật bàn tay vậy. Tổ binh, công pháp thần vương, lại thêm Ngọc Thanh Linh Mạch cùng với vô số tài phú, loại chuyện tốt như thế này đi đâu mà tìm đây? Có khi lão phu cũng có thể trở thành vu tổ, thậm chí là thần vương. Đại chất nữ, chuyện đến bây giờ các người không cần đi nữa. Trùng lão nhị, giết Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo thì phải để một phần cho Âm Sơn lục sát bọn ta thôi. Sau lưng Trung Phong Miên, một tên áo đen khạc khạc nói: Đó là đương nhiên, đương nhiên. Trung Phong Miên quả quyết đáp: Ta mời 6 vị ra tay chính là để đối phó với bản tính của Cực Đạo Minh Chủ, há có thể không chuẩn bị thêm ưu đãi cho 6 vị chứ? Giết Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo rồi, những phần thưởng mà Chư Thiên Thần Vương ban cho, ta chỉ lấy tổ binh, công pháp thần vương và Ngọc Thanh Linh Mạch, những bảo vật khác đều là của các vị. Nhưng mà 6 vị đừng quá tham lam, thanh danh các người không tốt, đều ở trên bảng truy nã. Nếu các ngươi định trở mặt giết lão phu rồi, đi lấy tiền thưởng, chỉ sợ các ngươi chưa đến Quân Thiên Thần Vương phủ thì đã bị giết chết rồi. 6 nam nữ áo đen kia liếc nhau, lặng lẽ gật đầu. Tên áo đen cầm đầu khàn khàn nói: Thành giao. Sao? Âm Sơn lục sát ư? 6 người bọn chúng đều là thánh hoàng, đã mở ra đạo môn nhưng chưa nhảy ra ngoài. Khó trách bọn chúng liên thủ lại có thể khắc chế bản tính của cha ta. Mà lúc này sắc mặt của Văn Tú Trúc trở nên tái nhợt hẳn, nàng cười khổ nói: Diệp huynh, Phong huynh, Phó huynh, là Tú Trúc làm liên lụy đến mọi người rồi. Lần này Tú Trúc không thể thoát được, đợi ta liều chết ngăn cản bọn chúng, mấy người hãy nhân cơ hội trở về theo đường cũ đi, rời khỏi loạn công hải này. Âm Sơn lục sát sao? Diệp Phúc lập tức nhớ ra trên bảng truy nã ác nhân thiên giới đúng là có 6 người này, xếp hạng còn trên cả đám người Bắc Đế Ma Tôn và Hắc Thiên Ma Tôn, hung danh hiển hách, trước nay ra tay không hề để người sống. 6 kẻ này không có hang ổ cố định, đi lại như gió, đến nay vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cha cẩn thận quá rồi, đối phó chỉ với Văn Tú Trúc mà còn phải gọi cả Âm Sơn lục sát, vô duyên vô cớ đưa đi bao nhiêu tiền của như vậy. Trung Lương Ngọc đột nhiên bay lên cao, xuất lĩnh nhiều cao thủ lao thẳng tới thuyền lầu chỗ đám người Diệp Húc đứng. Khí thế đột nhiên bùng phát, áp chế tới đám người Diệp Húc, cười lạnh mà nói: Những kẻ này chỉ là gà đất chó cánh, một mình con cũng dư sức bắt hết bọn chúng được. Sắc mặt Trung Phong Miên biến đổi, lão vội vàng quát: Ngọc Nhi, không được khinh địch. Cha cứ yên tâm đi, con có kinh nghiệm chém giết mà, cũng không phải như bọn thần tử ngu dốt luôn để mặc cho người khác chém giết kia đâu. Đừng nói là Diệp Thiếu Bảo, cho dù có thêm Phong Thủy Vân và Phó Tê Lai thì cũng không phải là đối thủ của con đâu. Trung Lương Ngọc cười ha ha, khí thế sâu như vực giáng đến trước thiền lâu này. Gã ngạo nghễ nhìn mọi người cười lạnh rồi lên tiếng: Hôm nay con cũng phải một lần giết hết cả thần tử. Ánh mắt của gã cực kỳ lợi hại, quét về phía Phong Thủy Vân và Phó Tê Lai, điểm như nói: Các ngươi cùng xông lên hay là ta xử tử từng đứa một đây? Văn Tú Trúc lập tức tiến lên một bước, che trước ba người Diệp Húc, toàn lực thúc giục bản tính, lạnh lùng lên tiếng: Để ta giết kẻ này, mấy người mau đi đi. Diệp Húc, Phó Tê Lai và Phong Thủy Vân không hề động đậy. Còn muốn chạy sao? Chúng mày một thằng cũng không đi nổi đâu. Lục sắt cửa lạnh, sau lưng cái áo đen cầm đầu đột nhiên hiện lên một đạo môn, chấn động giữa không trung. Từ trong đạo môn chuyển đến tiếng vang đoang đoang, chỉ thấy trên năm chiếc thuyền lâu, từng tên đệ tử Cực Đạo Minh ầm ầm nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Chỉ một thoáng, 1000 miệng ăn trên 5 chiếc thuyền lâu đều đã chết hết. Đại ca, đừng lãng phí huyết thực chứ. Lại có một kẻ cười ha hả, tế đạo môn lên, hút hết phần chân cụt, tay cụt cùng máu thịt trên 5 chiếc thuyền, ào ào tuôn vào trong đạo môn của gã, hóa thành máu đặc chảy trên mặt đạo môn. Âm Sơn lục sát khác đồng loạt chấn động đạo môn, đặt lên trên xứng xích, lập tức hoàn toàn áp chế uy năng của Cực Đạo bản tính. Văn Tú Trúc bị ép cho trực tiếp quỳ xuống, miệng thì hộc máu, suy sụp đến không chịu nổi. Thế nhưng nàng vẫn gắng gượng chống đỡ. Phong Thủy Vân cẩn trương lên khẽ hỏi: Diệp huynh, huynh nắm chắc được mấy phần vậy? 7 phần. Diệp Húc mỉm cười nói. Phó Tiên Lai nhẹ nhàng thở ra cười nói: 7 phần cũng không thấp à, đổ lại là bọn ta 1 phần cũng không có nắm chắc được.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 177 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào 9 giờ tối ngày hôm nay. Tối 9 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giao lưu. Lịch hôm qua chủ nhật, thế nhưng mà mình quên mất, chưa quen được. Thì tối nay 9 giờ tối chúng ta sẽ giao lưu. Các bạn nhớ để 9 giờ tối vào chúng ta sẽ cùng nói chuyện.